Thưa quý vị, năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định 66 quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quyết định đã phát sinh nhiều bất cập nên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất sửa đổi quyết định cho phù hợp. Cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe đề xuất sửa đổi quyết định 66 do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Lê Ngọc Khánh, các sở ban ngành địa phương liên quan. Quyết định 66 năm 2014 quy định giá bồi thường hỗ trợ cây trồng vật nuôi diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không còn phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật đất đai, quy định số 27/2018 của Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Để đảm bảo quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 66/2014. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp những nội dung thực hiện được và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai quyết định số 66, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ đó có phương án điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.